Cú vào bóng nguy hiểm. Đó là tình huống mà trọng tài đã cắt còi ngay lập tức và dành cho hậu vệ của Sao Lam Nghệ An một chiếc thẻ vàng. Một tình huống phạm lỗi phi cả hai chân của Quế Công Hải. Anh Khoa xuống biên. Cú vào bóng nguy hiểm. Đó là tình huống mà trọng tài đã cắt còi ngay lập tức và dành cho hậu vệ của Sao Lam Nghệ An một chiếc thẻ vàng. Một tình huống phạm lỗi phi cả hai chân của Quế Công Hải. Anh Khoa xuống biên. Cú vào bóng nguy hiểm. Đó là tình huống mà trọng tài đã cắt còi ngay lập tức và dành cho hậu vệ của Sao Lam Nghệ An một chiếc thẻ vàng. Một tình huống phạm lỗi phi cả hai chân của Quế Công Hải.